Thưa quý vị, huynh đệ Hồi giáo xuống đường bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Morsi, một bản tin từ Cairo. Hàng ngàn người Hồi giáo đã xuống đường kéo tới ngôi đền Rabah ở Cairo để bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Morsi, đang bị phe tả và cấp tiến xuống đường phản đối trong nhiều ngày qua. Tổng thống Morsi đã kêu gọi đưa bản hiến pháp mới soạn thảo ra trưng cầu dân Ý vào ngày 15 tháng này, nhưng đối lập nói rằng sự đa dạng của quốc gia đã không được thể hiện qua bản hiến pháp. Huynh đệ Hồi giáo nói rằng dân chúng mới có quyền phán quyết đối với bản hiến pháp chứ không phải đối lập. Một người biểu tình nói, đối lập tuyên bố dân chúng đã bác bỏ bản hiến pháp này thì hãy để cho dân chúng bỏ phiếu quyết định. Họ không thể cho rằng người dân dốt nát không thể bỏ phiếu. Họ cũng không thể cho rằng dân chúng ngu ngốc và không xứng đáng bỏ phiếu. Những người bị cho là mù chữ là cha, mẹ, cô dì, chú bác của họ, là nhân dân Ai Cập. Tổng thống Morsi đã có nhiều sự nhượng bộ, đã bỏ sắc lệnh hiến pháp, nhưng quyết định tiếp tục tiến hành trưng cầu dân ý bản hiến pháp, nói rằng những điểm tranh cãi sẽ được quốc hội được bầu lên tu chỉnh.